Đầm Hà là huyện miền núi ven biển thuộc phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh, diện tích đất tự nhiên 41.436 ha, trong đó đất liền 32.724,58 ha, mặt biển và các đảo 8.711,42 ha. Địa giới hành chính của huyện Đầm Hà gồm thị trấn Đầm Hà và 8 xã Đầm Hà, Tân Bình, Quảng Tân, Quảng Lâm, Quảng An, Đại Bình, Dực Yên và xã Tân Lập. Phía Tây giáp huyện Tiên Yên, phía Đông giáp huyện Hải Hà, phía Bắc giáp huyện Bình Liêu, phía Nam giáp biển. Ngoài biển là các đảo Thoi Dây, Vạn Vược, Đá Sử. Dân số trên 42.766 người, chủ yếu là dân tộc Kinh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 30%. Đầm Hà được thiên nhiên ưu đãi với đất đai khí hậu ôn hòa, hình thành ba vùng sinh thái rõ rệt, vùng núi cao, trung du và đồng bằng ven biển, đã tạo cho Đầm Hà tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và phát triển du lịch sinh thái. Huyện có hệ thống giao thông phát triển nằm trên trục quốc lộ 18A và cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, kết nối với các trung tâm kinh tế Quảng Yên, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái và hàng chục khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh. Những năm qua, huyện Đầm Hà đã phát huy lợi thế, tận dụng tốt thời cơ, đẩy mạnh phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18,27%. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp chiếm 42,3%, thương mại dịch vụ 30,32%, công nghiệp xây dựng 27,38%. Trên địa bàn huyện đã thu hút được nhiều dự án lớn, hình thành một số vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển các sản phẩm của địa phương cũng được huyện quan tâm chỉ đạo. Đến nay, huyện có 27 sản phẩm OCOP của 19 cơ sở sản xuất, 11 sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu, 17 sản phẩm xếp hạng 3 sao cấp tỉnh trở lên, trong đó có 6 sản phẩm đạt 4 sao. Trong phát triển kinh tế biển và ven biển, trên cơ sở quy hoạch vùng nuôi biển tập trung, trên địa bàn huyện đã được tích hợp vào quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Huyện tập trung phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập, phát triển nuôi trồng thủy sản tại các vùng quy hoạch, sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, từng bước giảm cơ cấu, sản lượng từ khai thác thủy sản ven bờ, tăng diện tích sản lượng nuôi trồng tập trung. Huyện là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh cung cấp giống tôm sạch bệnh và giống cá biển nhuyễn thể, ứng dụng công nghệ cao cho nuôi trồng thủy sản bằng nguồn tại chỗ ra thị trường khu vực. Để phát huy tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết xây dựng văn hóa con người Đầm Hà, bộ quy tắc ứng xử người Đầm Hà đoàn kết sáng tạo tự tin thân thiện, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, thực hiện đề án bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh phát triển kinh tế, huyện tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhiều dự án công trình trọng điểm như hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống điện thủy lợi, cầu đường, bến bãi, các thiết chế văn hóa, trường học được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 2.875 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 41,86%. Đến nay đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới nâng cao năm 2022 và xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Huyện Đầm Hà cũng đã dành sự quan tâm đầu tư phát triển văn hóa xã hội, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội. Mạng lưới giáo dục được củng cố và phát triển, quy mô trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập. Toàn huyện có 27 trên 27 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 5 trên 27 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 100% các trạm y tế duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Đầm Hà đã triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà
đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040 nhằm khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế xã hội. Năm 2020, hai đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040 được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện cho chủ trương thực hiện. Tháng 4 năm 2021, hai đồ án quy hoạch vùng huyện và thị trấn Đầm Hà được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, huyện thực hiện các bước chuẩn bị, lựa chọn tư vấn, khảo sát, lập nhiệm vụ, trình và thẩm định, hoàn chỉnh đồ án. Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, hai đồ án đủ điều kiện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và thông qua. Ngày 29 tháng 3 năm 2023, đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại quyết định số 816 QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040 được phê duyệt tại quyết định số 1909 QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng 3 phân vùng phát triển. Vùng 1, vùng phía Bắc, ranh giới bao gồm các xã Quảng An, Quảng Lâm và một phần các xã Dực Yên, Quảng Tân, Tân Bình, diện tích 17.635,6 ha. Tính chất chức năng, vùng phát triển nông lâm nghiệp gắn với chăn nuôi và chế biến, ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên rừng. Vùng 2, vùng trung tâm, ranh giới bao gồm thị trấn Đầm Hà, các xã Tân Lập, Đại Bình, Đầm Hà và một phần các xã Sực Yên, Quảng Tân, Tân Bình, diện tích vùng 6.770,09 ha. Tính chất chức năng, vùng trung tâm phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại. Vùng 3, vùng phía Nam, ranh giới bao gồm phần diện tích ngoài đường ven biển các xã Đại Bình, Tân Lập, Đầm Hà và xã Tân Bình. Diện tích vùng 16.930,39 ha. Tính chất chức năng, vùng phát triển cảng biển, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, bảo tồn và phát huy giá trị sinh thái biển. Đối với quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040, phạm vi ranh giới, toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Đầm Hà và một phần diện tích các xã Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình, Sực Yên, Quảng Tân, các giới hạn như sau: phía Bắc giáp xã Quảng Tân, phía Đông giáp xã Tân Bình, phía Tây giáp xã Sực Yên và Đại Bình, phía Nam giáp xã Đầm Hà, Tân Lập và Đại Bình. Quy mô diện tích khoảng 1.468,3 ha. Cấu trúc đô thị được xây dựng trên các yếu tố phát triển bền vững, tổ chức không gian quy hoạch đô thị phân chia thành 4 vùng chính. Vùng 1 là vùng lõi đô thị hiện hữu nằm phía tây sông Đầm Hà, phía nam đường quốc lộ 18A và diện tích mở rộng của xã Đầm Hà và xã Tân Lập là trung tâm công cộng dịch vụ, văn hóa thể dục thể thao của huyện, duy trì cấu trúc đô thị theo khung giao thông hiện trạng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ đạt tiêu chí đô thị loại 4, kiểm soát bảo tồn nghiêm ngặt các kiến trúc văn hóa truyền thống, ưu tiên về cảnh quan cây xanh. Vùng 2 là vùng phát triển phía đông sông Đầm Hà, phía nam quốc lộ 18 và phát triển khu dân cư mới, khu sinh thái dọc theo sông Đầm Hà, kết hợp với công viên cây xanh và cấu trúc làng xóm hiện hữu, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp với sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Vùng 3 là vùng đô thị mở rộng phía tây thị trấn bao gồm khu vực diện tích mở rộng của các xã Dực Yên, Đại Bình và Tân Lập là vùng phát triển khu vực đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các dịch vụ phát triển. Vùng 4 là vùng đô thị mở rộng phía Bắc được mở rộng trên địa bàn xã Quảng Tân và phát triển khu đô thị phía Bắc kết hợp với các khu dân cư hiện hữu. Các khu dịch vụ phía nam quốc lộ 18A tạo thành trục phát triển đô thị, thương mại chính của thị trấn, đồng thời là khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với các hoạt động sản xuất nông lâm của người dân. Hình thành hành lang xanh dọc sông Đầm Hà, kết nối với không gian mở và hệ thống công viên đô thị, tạo vùng đệm
không gian cách biệt giữa khu đô thị lõi và các khu đô thị mở rộng, tạo cảnh quan sinh thái cùng với chức năng bảo vệ những khu vực tự nhiên quan trọng, kiểm soát lũ lụt, nâng cấp các tuyến giao thông, các khu phố cũ, bổ sung mới hệ thống đường vành đai, các tuyến huyện lộ đi qua thị trấn kết nối với hệ thống đường cao tốc Hạ Long Móng Cái và đường vành đai biển cảng Đầm Buôn, xây dựng mới các tuyến đường kết nối đô thị lõi với các khu đô thị mới và toàn bộ khu vực khác trong và ngoài thị trấn. Các quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040 sẽ giúp huyện Đầm Hà định hình bước đi, giải pháp và nguồn lực biến tiềm năng thành cơ hội, mang lại hiệu quả và sự phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới.